cảm nhận đầu tiên của con đối với Phương là một cô gái cũng khá là xinh, cái phong cách và cái cá tính khá là mạnh, mà cũng hơi kiểu trẻ trâu một chút ạ, trẻ trâu một chút ạ. Đó là mối quan hệ đồng nghiệp đấy ạ. Con thấy vợ bạn gái tôi qua không được vui vẻ cho lắm, gần như kiểu một lần mình thất tình ấy, một cái mối tình mà nó chưa được đến đích ấy, mình lại càng cảm thấy lấn cấn, mình càng cảm thấy trong lòng mình có cái bứt rứt lắm. Thì đợt đấy cũng có nhiều áp lực, là con thấy vợ con là bị nhiều cộng đồng mạng người ta kiểu nói những lời không hay ạ. Bởi vì thời đấy là vợ con là vừa bầu nhưng mà lại vẫn kiểu quay TikTok là nhảy nhót thứ ạ. Thì cái dư luận trái chiều người ta lại nghĩ là thế là mình đang làm cái tổn hại cho đứa bé rồi không bảo vệ sức khỏe của mình. Coi như là xinh gái đẹp trai quá. Yo. Nhảy luôn đó hả? Minh Phương xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Đúng là chỉ biết mỗi mình. Minh Phương và Phúc Thắng xin chào khán giả. Cùng hai MC duyên dáng của chương trình. Bọn mình là Fancy Family, gia đình dancer. Bọn mình là Quất Thuận, Hồng Vương. MC của Vợ Chồng Son. Yeah. Hy vọng hay là hai chị em mình mở màn ra nhảy giống như hai đứa em này cũng được bộ. Được không? Ờ. Em tự tin không chứ chị là không tự tin đó. Không, em nói chung là đó giờ là cái gì em cũng giỏi hết á, chỉ có nhảy là em hơi kỳ thôi. Vậy thôi hả? Thôi hai đứa ngồi đi. Vâng ạ. Không, nhưng mà phải nói rằng là gần 10 năm rồi thì các cặp vợ chồng son ra đều chỉ có một cái kiểu giới thiệu nó giống nhau. Nhưng mà đây là lần đầu tiên đó, một cặp vợ chồng mà lên mà có một cái sự giới thiệu mà đột phá như thế này. Đề nghị quý vị đang xem đài vỗ tay. Em cảm ơn ạ. Bây giờ chúng ta quay trở lại đến cái phần chính của chương trình, đó chính là mời hai bạn giới thiệu lại. Lời đầu tiên cho phép con xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và hai MC ạ. Con xin phép giới thiệu trước. Con là Phương, công việc hiện tại của hai vợ chồng con là sáng tạo nội dung trên nền tảng số ạ, content creator. Con sinh năm 99 ạ. Thế vâng. Con. Xin chào cô chú ạ, xin chào khán giả. Con là Phúc Thắng ạ, sinh năm 1991 ạ. Hiện con và vợ con cũng đang là những nhà sáng tạo nội dung số ạ. Ngoài ra thì con cũng có một đang hiện tại đang kinh doanh một trung tâm nhảy, đào tạo nhảy cho trẻ người lớn và trẻ con ạ. Thế hả? Nhưng mà các con là ở Hà Nội hay là ở trong Sài Gòn? Dạ, dạ vâng. Ở Hà Nội ạ. Hà Nội. Tức là từ Hà Nội bay vô đây để tham gia chương trình. Trời dạ vâng ạ. Quý hóa sáng quá. Nay ạ. Gửi em bé cho ông bà để cất cánh vào đây luôn ạ. Chị, em bé luôn rồi hả? Dạ vâng. Em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Bọn con mới có bé đầu lòng được gần 1 tuổi. Thôi. Đúng là gia đình dancer có khác chưa gì mà vóc dáng ai mà biết là con có con đâu. Đúng rồi. Không hề biết, rất là bất ngờ luôn á. Bây giờ kể cho chú nghe cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau. Và lần đầu gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao nè? Cái này chắc là con muốn lắng nghe từ chồng con, tại vì bọn con chưa có cơ hội để mà tâm sự với nhau là lần đầu anh gặp em, anh thấy sao? Lần đầu tiên thì bọn con gặp nhau là cũng cái duyên trong một cái cuộc đi cà phê với bạn bè thôi ạ. Thì một cái bạn của con có dẫn Phương đến ạ. Cảm nhận đầu tiên của con đối với Phương là một cô gái cũng khá là xinh, cái phong cách và cái cá tính khá là mạnh mà cũng hơi kiểu trẻ trâu một chút ạ. Trẻ trâu một chút ạ. Cá tính là cũng trẻ trâu. Như vậy là mấy năm, cách đây mấy năm rồi con? Từ năm 2, chắc phải 2018. Hồi đấy là con vẫn đang đi học cấp 3, đang ôn thi đại học ạ. Thì chẳng trẻ trâu nữa. Thế mà thế là bảo em trẻ trâu. Nếu mà em học cấp 3 thì em không trẻ trâu thì em già với ai? Xuống này. Rồi sao nào? Dạ vâng, đấy thì cũng gặp nhau hôm đấy, sau rồi thì về cũng không liên lạc gì. Chỉ là gặp nhau tình cờ đấy thôi. Nhưng mãi về sau này thì mới có một cơ duyên, đó là sau này thì khi mà vợ con học đại học ấy ạ, trong giai đoạn học đại học thì có xin vào làm giáo viên ở trung tâm mà con đang mở đó. Thì đấy, cơ duyên đấy là từ đó thì hai người mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn ạ. Nhưng mà trước đó là con đã có đi học nhảy rồi đúng không? Dạ vâng ạ, trước đó thì con có hoạt động nghệ thuật ở trong các nhóm nhảy. Con có tham gia biểu diễn và tham gia dạy các lớp cá nhân. Khi mà con đăng ký gọi là casting vào làm giáo viên của trung tâm, chồng con gọi là sếp của con hồi sợ đó. Em bé xíu như thế mà em làm giám đốc rồi, sợ cực kỳ. Thì đó là mối quan hệ đồng nghiệp đấy ạ. Con thấy vợ bạn gái cơ quan. Nhưng mà nó nghe là cái lần đầu tiên mà con gặp bạn này chú giám đốc gặp chú giám đốc này, có ấn tượng gì về cái chú giám đốc này không? Ra là con nghe chồng con bảo là gặp con thấy con trẻ trâu là con hơi thất vọng ấy. Tại vì ấn tượng của con là con thấy anh rất đẹp trai. Con cũng có biết trong giới nhảy ạ, thì con cũng có biết tới anh là một anh dancer ở trong nhóm hip hop đó, nên là con khá là ấn tượng với cái giao diện tương đối là đẹp trai của anh. Thế cô hỏi thật nhé, thế con có được nhận vào không? Casting được, có được nhận không? Nghĩ là phải nhận vào liền chứ. Hay là nó không thèm nhận luôn hả con? Còn hoặc là nhận thì có ý đồ gì thì không biết. Có nhận không? Là có. Lương có hậu hĩnh không? Chủ vía là anh mở cho khá là nhiều lớp. Tức là anh cho con nhận nhiều lớp. Thì tâm ra là
tích tiểu thành bão đúng không? Cái một tháng thu nhập tốt. À, khi mà có cơ hội làm việc với nhau thì thấy là cái độ trẻ trâu là nó cũng không phải như cái vẻ ngoài mình đã từng thấy. À, nhưng mà đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu gần gũi với nhau nhiều hơn và phát triển từ tình đồng nghiệp với nhau mà nó phát triển lên tình yêu? Bọn con có một khoảng thời gian gọi là lằng nhằng. Sau khoảng thời gian đấy thì bọn con nhận ra là bản thân hai đứa chưa đủ tình cảm để đi sâu hơn trong cái mối quan hệ này, nên là bọn con đã dừng lại. Và cái quyết định dừng lại đấy thì cũng không được vui vẻ cho lắm. Gần như kiểu một lần mình thất tình ấy, một cái mối tình và nó chưa được đến đích ấy, mình lại càng cảm thấy lấn cấn, mình càng cảm thấy trong lòng mình có cái bứt rứt lắm. Nhưng mà mình cảm thấy cơ duyên chưa đến thì thôi, hai đứa cứ tạm thời dừng lại đã để tập trung công việc. Và bọn con vẫn gọi là tiếp xúc với nhau theo cái mối quan hệ là đồng nghiệp, bạn bè, giúp đỡ nhau bình thường. Sau một khoảng thời gian khá là dài thì bọn con mới đến với nhau. Và một ngày đẹp trời anh rủ đi lễ chùa Hà. Và chùa Hà là một nơi mà các cặp đôi đến để cầu duyên ấy ạ. Ở Hà Nội và một cái dịp Tết. Tết thì Liên lại có cảm giác là muốn gặp cô bé này thì mới hẹn cô bé là đi lễ chùa. Sau cái buổi gặp gỡ đấy bọn con thấy là hai đứa dần như là cũng có những cái cảm xúc thật sự với nhau ấy. Thì bọn con cũng đã quay lại và tìm hiểu nhau kỹ hơn ạ. Thế rồi mấy năm sau thì các con quyết định là khoảng nửa năm sau ạ. Khoảng nửa năm sau. Và mà con yêu nhau 2 năm thì đến ly kết hôn ạ. Chú hỏi thiệt nha, cái lúc mà cầu hôn con á, bạn ấy có làm một cái điều bất ngờ giống như hồi nãy hai đứa làm bất ngờ cho cô chú không? Anh ấy được cái anh rất là chiều con, nên là anh cũng biết là con rất là thích những cái điều lãng mạn như thế. Trong mối quan hệ của bọn con hồi bọn con còn yêu nhau ấy, thì vì đặc thù công việc bọn con rất là bận bịu, gần như là bọn con không có những cái buổi hẹn hò đúng nghĩa luôn. Buổi hẹn hò của bọn con là những cái lần tranh thủ đi ăn tối trước giờ làm. Gặp nhau rất là tranh thủ, chỉ là trên cơ quan thôi. Lâu lắm khoảng nửa năm, một năm thì tổ chức một hôm đi du lịch với nhau, gọi là hẹn hò. Còn đâu là bọn con rất là ít khi có những cái điều lãng mạn và những cái thời gian dành riêng cho nhau. Đấy thì anh cũng biết là con rất là thích những cái điều đấy. Đến một ngày sinh nhật của con cũng là sát cái lúc mà bọn con chuẩn bị cưới nhau á, thì anh có tổ chức một cái buổi cầu hôn. Hôm đó thì con cũng lừa vợ con một chút, đó là con thuê 2 căn hộ. Con dẫn vợ con đến một căn hộ và sau đó thì một căn hộ bên cạnh thì là con nhờ các anh em của con trong nhóm để set up. Thì cái căn hộ kia là căn hộ nó xấu hơn, bọn con đến thì xấu hơn và vợ con thì khá thất vọng, bởi vì là trong cái ngày quan trọng như thế mà sinh nhật mình lại thuê một căn hộ xấu như vậy. Sau đó thì bọn con ra ngoài, bọn con ăn tối, thì trong lúc đó thì các anh em vẫn đang set up ở nhà. Thì sau khi về thì con bảo là hôm nay là căn hộ ấy xấu quá, là người ta đổi căn hộ mới. Thế bọn con ra căn hộ mới thì lúc đó thì bọn con đã xếp sẵn là nến vào hoa, lung linh rồi. Mở cửa ra thắt wow. Hết hồn mà, không nói được câu gì, lấy nước mắt của vợ con. Rồi sao? Mà có quỳ xuống và nói những cái lời rất lãng mạn không? Dạ có ạ. Nó biểu diễn lại xem nào. Dạ đi, hát. Còn nhớ không? Nhớ, con nhớ đấy. Đấy, nhắc. Rồi nào. Bước vào. Và là cả hai cùng bước vào. Gì vậy? Xúc động luôn nha. Xúc động. Em có đồng ý làm con của... Cái gì? Em có đồng ý làm mẹ của con anh không? Em có đồng ý làm con của bố mẹ anh không? Một câu nữa. Câu nữa à? Em có muốn về già rồi vẫn làm công chúa của anh không? Ôi hay thế, dễ thương thế. Dễ thương quá. Nhưng mà con bé này nó có hơi over. Nó giữ lại mà đó con ha. Nhìn lại thì mình phải... Nhưng mà lúc đó, anh xúc động không? Anh ấy... lần đầu tiên con nhìn thấy giọt nước mắt của đàn ông cũng vào giây phút đấy ạ. Mà con khóc mà đúng không? Dạ vâng, hai đứa. Vậy được. Và sau đó là cưới liền luôn. Dạ vâng. Nhưng mà như vậy là sau đám cưới chắc có lẽ là cuộc sống của hai đứa cũng không thay đổi gì nhiều. Có áp lực gì không? Trendy như vậy đúng không? Về bề nổi thì là mọi thứ vẫn rất là êm đềm. Và con thực sự là hiện tại con rất là hài lòng với cuộc sống gia đình của bọn con hiện tại. Tuy nhiên thì khi mà đã là vợ chồng với nhau rồi ấy, cũng có rất là nhiều sự thay đổi. Có chuyện vui, có chuyện buồn. Và từ những cái câu chuyện đấy thì bọn con càng ngày càng trưởng thành và lại gắn kết với nhau hơn. Nó cũng có rất là nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời của bọn con. Có thể kể một vài cái. Cuộc sống hôn nhân của bọn con thì lúc thời gian đầu thì bọn con ở chung với cả bố mẹ. Mọi thứ cũng rất là đơn giản, trôi qua rất là nhanh gọn lẹ thôi. Tại vì ở nhà là nhà bố mẹ xây. Ăn uống cơm bữa hàng ngày là bố mẹ lo, bọn con không có cái gánh nặng gì hết. Nhưng mà cũng xảy ra một khoảng thời gian Covid một khoảng thời gian rất là dài. Anh thì làm kinh doanh ngoài, con thì cũng là làm về nghệ thuật. Thời gian đấy thì anh cũng có làm trong nhà nước nữa. Tuy nhiên thì cái nguồn kinh tế của đợt đấy của bọn con thực sự cũng khá là khó khăn. Con cũng chứng kiến nhiều đêm là anh cũng thức trắng. Rất là áp lực nhìn thấy một người đàn ông đến cái ngưỡng 30 tuổi khi mà sự nghiệp trong tay thì đang lung lay. Vợ thì vừa mới cưới, cuộc sống chưa ổn định thì con biết là anh có rất là nhiều áp lực. Nhiều đêm thức trắng và từ đợt đấy là da rẻ sạm đi, người gầy tọp hẳn ra, nhìn yếu ớt hẳn luôn. Sau khoảng thời gian Covid đấy thì kinh tế đã khó khăn thì chớ thì bọn con lại mang bầu. Thì cũng... trong khoảng thời gian đấy thì cái trung tâm của con nó phải dừng hoạt động. Đúng rồi, dừng 3 cơ sở, xuống còn có 1 cơ sở. Có khi nào mà khóc không? Con thấy chồng con khóc không? Con ôm nhau khóc luôn đấy ạ.
Và có những lúc là bất lực hai đứa. Và đợt đó thì trong cái lúc mà Covid thì vợ con ở nhà cũng xây kênh TikTok ấy. Thì đợt đấy cũng có nhiều áp lực, là con thấy vợ con là bị nhiều cộng đồng mạng người ta kiểu nói những lời không hay ạ. Bởi vì thời đấy là vợ con là vừa bầu nhưng mà lại vẫn kiểu quay TikTok là nhảy nhót thứ ấy. Thì cái dư luận trái chiều người ta lại nghĩ là thế là mình đang làm cái tổn hại cho đứa bé, rồi không bảo vệ sức khỏe của mình, người ta có những cái lời nói nó không được tích cực cả lắm. Vâng, thậm chí là con cũng thấy là thương vợ con ở trong giai đoạn đấy. Cũng từ cái khoảng thời gian đấy mà bọn con cũng được mở ra nhiều cánh cửa. Tức là bên cạnh những lời nói thị phi thì vẫn có những người luôn yêu mến và ủng hộ con. Sau đấy thì khi mà con sinh em bé xong một khoảng thời gian thì bọn con quyết định là xây dựng kênh Fancy Family là một kênh về gia đình. Thì bọn con đã thay đổi công việc sang làm nhà sáng tạo nội dung, bọn con có nhiều cơ hội hơn, được nhiều người biết đến. Ôi, chúc mừng các bạn. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta đến cái phần kia đi. Chương 2, sau hôn nhân đó có một số vấn đề mà lúc yêu giấu rất kín, chỉ khi ở với nhau thì mới loài tật xấu đó có không? Cũng có nhiều. Con thì con thấy anh ấy có rất là nhiều điểm xấu, nhưng mà tuy nhiên thì những cái đấy nó cũng không quá là ảnh hưởng nhiều đến tình cảm đôi bên. Nó chỉ là những cái điểm xấu mà khiến con bực mình trong cuộc sống hàng ngày thôi. Xấu lắm, ngoáy mũi này. Ngoáy mũi, khoan từ từ. Chú thì lâu lâu chú vẫn hay ngoáy, thấy không? Nhưng mà không thể nào là gọi là thật xấu, là nhưng bởi vì nó kiểu đây là ở nơi công cộng, xong rồi mình đi làm việc, mình gặp đối tác, cứ ngoáy mũi, xấu hổ chết thì được. Xong rồi tự nhiên đẻ con gái ra, con mình chưa được một tuổi thấy nó cũng như này. Ngoáy mũi luôn không bố. Thấy bố nó ngoáy theo. Rồi ngoáy mũi này, rồi ngáy ngủ này. Mà đúng thật, ngáy ngủ là đến cưới rồi mới biết là ngáy nha, chứ hồi yêu là không có biết. Hồi yêu là hình ảnh ngáy tốt đẹp lắm. Có ý lớn hơn đi lại sếp nữa. Thì có hay lèm bèm, có hay đây con đang định nói. Như con cũng hay bảo là anh như già, ông già. Đấy là cái kiểu hay cảm giảm ấy ạ. Một vấn đề mà nhai đi nhai lại, xong rồi ví dụ mà đang đi trên đường, xong kiểu nhìn thấy một cái sự kiện gì đấy ngoài đường, xong anh cũng cứ phải bình luận, trong khi cái việc ấy nó không liên quan đến mình, nhưng bản thân con thì con sẽ không quan tâm. Anh ấy cứ phải kiểu như can thiệp vào, xong anh bình luận rồi anh cảm giảm, sẽ anh nói đi nói lại và anh nói một mình luôn á. Không cần biết là có người đáp lại không. như vậy bạn này có một cái thuộc tính gọi là cộng đồng á, sống vì cộng đồng nhiều. Không đúng có thiệt. Vâng. Những người có thuộc tính đó là không có thể bỏ qua bất kỳ một cái chứng tai gai mắt hay là bất kỳ một cái gì được, là phải chuyện gì cũng phải nói. Phải nói về cái cảm xúc của mình ngay. Mà nói không cần người nghe. Nói không cần người bao chia sẻ. Có đào hoa không con? Đấy thì cái đặc điểm đấy thì lại khi cưới về anh lại khá hơn, anh lại ngoan hơn. Nhưng ngày xưa hồi yêu nhau thì anh rất là đào hoa, rất là nhiều người thích anh, mà anh đôi khi con phải ghen. Con lúc nào cũng phải nổi cái máu hoạn thư lên với anh ấy, tại vì anh không biết giữ khoảng cách với người khác giới. Suốt ngày đi comment dạo, rồi gái xinh ở đâu cũng thấy add friend dạo, mặc dù mình có người yêu rồi, không biết giữ gì hình ảnh gì hết. Bây giờ thì sao? Bây giờ ngoan rồi ạ. Thôi gì được rồi. Uốn cây từ thủa còn non. Hết rồi. Bây giờ Phương mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Thực ra thì bọn con chỉ mong là bản thân bọn con trở thành cái phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Không có ai hoàn hảo cả. Con cũng khá là hài lòng với chính bọn con của hiện tại, và hài lòng với chính cuộc sống của bọn con. Tới còn và con thì con thấy là có cái tật xấu là hơi nóng tính, kiểu hay nói chồng trước mặt mọi người. Nói bé. Đó. Nói bé thế, nói to đây không mic không bắt được đâu. Vâng, đó là hơi nóng tính một chút ạ. Vâng, nên có gì là không để trong bụng được, phải nói luôn. Là một cái thứ hai đó là ở trong nhà thì đồ đạc ở đâu cũng thấy đồ đạc của vợ con. Cụ thể là trên giường có, ngoài sofa có, bất kỳ đâu trong phòng tắm cũng có. Bừa bộn. Vâng. Hai tật là thấy chưa? Gan dạ nhỉ? Tôi nhìn tôi tưởng là không gan dạ, hóa ra rất gan. Đó thì, vâng, có một tật nữa là hay thích các idol Hàn Quốc. Đặc biệt là anh J-Park. J-Park. Rất hay bật clip lên xong rồi xem, xong rồi xít xoa. Đẹp trai thế. Đẹp trai lắm. Vâng, đấy, hai năm nữa là idol. Nấu ăn thì sao? Con không nấu ăn ạ. Cái này là đang là con cầm cờ mà. Vâng. Nấu ăn sao, nói đi. Nấu ăn thì vợ con nấu ăn cũng ngon, nhưng mà lười vào bếp. Nấu cũng được, nhưng mà người nấu thì thường là con. Rồi bây giờ mong muốn Phương thay đổi điều gì? Dạ, con thì cũng như ý của vợ con thôi, đó là cũng muốn luôn là cái bản thể tốt nhất của mình. Thực ra chính mình sẽ là người mà thấy được những điểm xấu của mình, cũng như điểm tốt của mình và phát triển lên. Con cũng mong muốn là hai vợ chồng cùng nhau nhìn nhận ra cái đấy và cùng phát triển. Yeah. Ok. Đấy thì chắc chắn là nó phát triển rồi. Thôi, nói chứ cảm ơn hai đứa nha. Tụi con bay từ ở ngoài kia vô tham gia với chương trình, vậy là vui ơi là vui rồi. Đó, thành ra là không biết nói gì hơn, là chỉ có chúc tụi con hạnh phúc,
chúc cho cái kênh gọi là gia đình Fancy Family của tụi con càng ngày càng nhiều subscribe. Cảm ơn, yêu thương. Ừ. Rồi cảm ơn hai con. Dạ. Cao có nghĩa là em thường xuyên cao bay xa chạy gì nhiều đi nhiều thì cái sự mà dành vun vén cho gia đình nó không có nên là đúng rồi nên là họ cũng bàn ra với cũng có một vài người bàn ra với chồng của em. Nhưng mà Phúc vì những cái lời bàn ra đó mà Phúc có bao giờ Phúc bị chao đảo Phúc bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó mà chao đảo không? Của em thì lại không, tại vì đúng là như vợ em nói, tại vợ em thì là người hướng ngoại, lại hay hoạt động đoàn hội nên sẽ đi rất là nhiều và giao thiệp cũng khá là nhiều. Thì đó ở làm ở phòng em thì gọi là các anh chị đồng nghiệp thì cũng có biết vợ em nên là mọi người cũng góp ý là lưu ý, tại vì đó tính của em lúc mới vào ngân hàng thì em khá là hiền và lành tính nên là mọi người cũng góp ý, nhưng mà mọi người cũng nói rồi truyền tay nhau thì em cũng có kể cho vợ em, nhưng mà em nói là nghe thì biết vậy thôi, thì quan trọng là mình đánh giá về nhau. Còn nếu mà chính xác vì lý do kết hôn thì nó không phải em đẹp như vợ em kể đâu, tại vì một phần là vợ em có lên kế hoạch, chứ một phần là vợ em có sự tự ti về ngoại hình á, nên là đợt đó hình như em nhớ không lầm là vợ em có đi coi bói thì có một người đó mới nói là em là em quen Phúc mà chỉ cưới được năm nay, còn năm nay Phúc không cưới em là vì sao nó không bao giờ nó cưới em đâu. Sống luôn đó. Dạ, đúng rồi. Càng sợ. Trời ơi, đang sợ là bữa đó là một hai bắt cưới, bây giờ có cưới không, không cưới thì chia tay, mà xong rồi tụi em nói là để anh suy nghĩ, không chịu là về khóc lóc, rồi tối đó là hai vợ chồng hai đứa là chạy xe khắp thành phố luôn, tại vì bà này quýnh quên lên mấy lần mà giận nhau hay là hay đập đồ nữa. Rồi chạy xe rồi đòi tự tử ghê lắm, nhưng mà vì sao em biết là nó toàn là chiêu trò không mà. Trời ơi. Có kế hoạch hết mà. Dạ. Trời ơi. Có kế hoạch hết rồi. Bà chỉ chiêu trò. Cái này là làm gọi là làm thêm một cái nghề tay trái là viết kịch bản được. Không có thể làm biên tập viết kịch bản được. Dạ nha. Hồi đó có chị. Tại vì hồi đó vợ em là làm phó chủ tịch hội sinh viên, là hay dựng những cái tiết chương đó. Đúng rồi chị Một ơi. Bởi vậy đó. Này này. Bởi nó nghe nè, nói chứ là mình trai tân mà đúng không Phúc? Dạ. Mình sợ chứ đúng không? Dạ. Đúng không? Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì mình hoàn toàn là người có lỗi. Dạ. Nên phải đồng ý thôi đúng không? Sao chị nhìn em dữ vậy? Chị liên tưởng. Dạ anh em đồng cảm với nha. Tự hồi nên lên trai tân chứ bộ người ta không phải gái tân à. Không phải, nhưng mà con trai người ta yếu đuối hơn rồi. Ở đâu ra ủa trai mình yếu đuối nhìn là sao trời? Yếu đuối rồi. Gì lạ lùng vậy trời? Đó, thì yếu đuối bởi vì mới đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, đó. Em bị dụ mà. Bị dụ. Đó. Vậy là có nghĩa là đám cưới tụi em là đứa nào tỏ tình đứa nào? Dạ. Tỏ tình vợ hay vợ tỏ tình em? Dạ cũng không có tỏ tình, chỉ có là vợ hỏi là có cưới không, không cưới thì chia tay, nên là hai đứa thôi chốt lại là cưới. Là bây giờ hiện giờ là em chưa có cái tỏ tình với vợ bao giờ đúng không? Dạ đúng. Mà chưa có cầu hôn luôn đó. Dạ. Thôi gì? Bây giờ tính sao đi. Bây giờ cái chuyện không phải, là sao bây giờ phải hỏi cưới nè. Rồi. Rồi cái vụ đám cưới rồi sao? Không có cầu hôn rồi. Thì rồi cưới, sao cưới có thôi. Lại cưới? Thì hai đứa chốt cưới thì sắp bầu thông báo với gia đình rồi cưới thôi. Còn cái chuyện là còn cái mà mình đang hỏi là cái giống như trong chuyện, trong các drama đó, ví dụ làm vợ anh nhé, marry with me rồi, ví dụ không có đi rồi là không có không hay không hay. Để chút nữa anh sẽ yêu cầu nha. Còn bây giờ mình yêu cầu cái khác đi. Bây giờ mình tới cái phần mà nó đặc sắc đặc sập nhất của chương trình Vợ Chồng Son. Đặc sản của Vợ Chồng Son đó là 4 năm ở với nhau. Vậy thì có những cái gì mà mình 5 năm đó, 5 năm rồi. 5 năm á, chưa hài lòng ở người bạn đời của mình và cần nói ra để cho họ thay đổi không? Hay nôm na ta gọi là tật xấu đó. Đó. Vợ nói chứ. À, để em nói trước anh nha. Thứ nhất là chồng em hay càm ràm. Có nghĩa là mình đi làm về đã mệt rồi đúng không? Mà cứ vợ cần phải thế này, vợ cần phải thế kia rồi. Sao mà bạn không có nói vợ đâu, vợ chồng đâu, mà em hay với chồng em xưng là bà với tôi. Em mới kêu ý kiến là tại sao vợ chồng không có gọi với nhau anh em mà cứ gọi bà tôi. Trời ơi, không, người ta gọi nhau vợ chồng anh em, còn tôi đưa tên nó chức bà rồi, là qua cao quá rồi. Nên là cứ ý kiến với em là này vợ thế này, vợ thế kia. Nhiều khi mình đi làm về mệt lắm, mình chỉ muốn im lặng bớt để mình xong thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là hay thả bom. Thả bom. Đó là tốt bụng thôi, kệ nó. Đồng hồ báo thức của em á, buổi sáng sớm là hương vị. Không phải là cái điện thoại mà là cái tiếng thả bom. Có nghĩa là điện thoại có độ chuông và mất mấy giờ, nhưng mà thường là em sẽ không tỉnh. Nhưng mà cái tiếng thả bom nó to hơn rất nhiều so với cái đồng hồ. Tiếng thả bom và mùi hương. Dạ, mùi hương thì em nghe cũng quen rồi, nhưng mà có điều là cái tiếng thả bom, cái tiếng động đó. Dạ, đúng rồi. Và một cách thường xuyên, có nghĩa là sáng nào cũng đều hết. Sao em nghe vậy? Có đó đáng yêu. Thay cho đồng hồ báo thức. Dạ. Không, nó sẽ không đáng yêu khi mà ví dụ như vợ đang ngủ và trùm chăn lại. À. Có nghĩa là trùm chăn lại cho vợ thì cái đó là không có đáng yêu tí nào. Cái đó khủng khiếp đúng không? Đó là một sự khủng khiếp. Cái đó là thật xấu đó. Dạ. Và cái thứ ba là luôn đi ngược lại những điều vợ muốn. Ví dụ như mà em muốn cái A là thường anh này anh sẽ làm ngược lại. Và em có một cái câu chuyện vui đó là hồi đó hai vợ chồng có một lần giận nhau kinh khủng khiếp luôn á. Có nghĩa là em xếp đồ em bỏ đi. Em sẽ đổi mình đi, nhưng mà ý là mình chỉ tính như vậy thôi, chứ thực ra là mình lúc mà mở đóng cái cửa thì mình cũng cố gắng mình đập cái khóa thật là mạnh mạnh để ở trên lầu người ta nghe được. Thì lần một ảnh sẽ xuống ok xin lỗi vợ thế này kia rồi dỗ dành khóc lóc xong. Lần thứ hai em cũng y chang như vậy luôn,
kịch bản 2 thì anh ngủ luôn, anh ngủ luôn và em chờ ở bên, ở ven sông cầu Trần Khánh Dư chờ tới 12:00 PM cho đến khi nào ông cho em chừa cái tịch đó đó thì bắt đầu sau này kể từ đó em không dám làm nữa. Hoặc là ví dụ như hồi xưa em nổi nóng thì em hay cứ luyện đồ đúng không, ok bây giờ luyện cái gì mà bể hoặc hư cái gì á là đi mua lại cái đó, lần sau không dám nữa, có nghĩa là sẽ đi ngược lại những điều mà vợ muốn. Nhưng mà cơ bản là xấu thì xấu với ổng thôi, chứ còn với em thì cũng cải thiện em được rất là nhiều. Ngược lại những điều vợ muốn đúng không? Có khi nào em đọc được một cái câu nào đó trên mạng á, nếu mà muốn làm điều gì đó thành công á, về nhà hỏi vợ, vợ nói một đường mình làm một nẻo thì sẽ thành công. Em có đọc câu đó trên mạng không? Dạ đọc thì có, nhưng mà về cái đó châm ngôn thì em chưa xem nó làm cái đó không, anh không biết có phải châm ngôn không nữa. Cái đó mà làm thử đi rồi á, tanh bành té bẹ hết chứ ở đó mà. Dạ, thì mình đúng không? Bởi vì anh không có nói ông bà cái câu đó là phải đối với cái câu mà đồng chồng đồng vợ tát biển đông cũng cạn của ông bà mình đó. Đúng không? Dạ. Rồi trong mấy cái đó thì em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ, cái chủ nhất là cái càm ràm. Bớt cái càm ràm đi. Đúng rồi, đúng rồi. Vợ phải thế này, vợ phải thế kia rồi này kia nọ. Nhưng mà chị biết sao không? Có nghĩa là tất cả mọi người bên ngoài khi mà nhìn vào vợ chồng em thì đều nghĩ là em giữ với chồng, có nghĩa là em ăn hiếp và ổng về nhà ngoại là một cái khuôn mặt. Ôi em là con là bị dụ á, con là kia hết vậy á. Nhưng mà mọi người đâu có hiểu được là trong mối quan hệ của vợ chồng chị em. Chị hiểu rồi, có một là một người viết kịch bản, còn một người là thể hiện kịch bản. Hiểu không đó, nhà hai chồng là đủ hết trơn rồi đó. Trời sao hay quá vậy, để bữa nào chắc đặt viết kịch bản. Rồi sao, bây giờ tới em đó. Với em thì gọi là để thay đổi thì cũng không đến nỗi là không, phải yêu cầu thay đổi, nhưng mà về tật xấu thì là nhiều. Đấy, rồi khui đi. Nếu mà xấu nhất thì em gọi là vợ em ghen. Gọi là cực kỳ ghen, tại một phần ghen là thứ nhất là về tính của vợ, thứ hai là về vợ xuất phát từ cái sự tự ti là do bệnh á, nên là từ giai đoạn quen cho tới lúc mà yêu nhau kết hôn thì vẫn là rất cực kỳ ghen. Ghen bền bỉ tới bây giờ luôn. Dạ đúng rồi. Nói chung là em nha, điện thoại là mỗi lần gặp nhau á là đều mượn cớ lấy điện thoại, nói là em để em xem cái này em xem kia, do điện thoại em không có mạng hay điện thoại em hết pin nhá. Nhưng mà đầu tiên là sẽ vô kiểm tra tin nhắn trước hay gì đó là xem. Mà mình để ý là mấy lần mà ví dụ tin nhắn mới mà đến là có người xem thì gần như tin nhắn nó sẽ lên ở trang đầu là mình biết rồi. Là sẽ biết rồi. Về sau mình góp ý nhiều lần á thì nói là về sau không xem điện thoại nữa thì cũng không thấy xem nữa, nhưng mà đợi mình ngủ thì mới đầu mới lấy xem điện thoại. Rồi quá dễ sợ, cao tay lắm á. Có nghĩa tới giờ có lần nào mà ghen dữ dội không? Dạ có nhiều đợt ghen rất là dữ, giống như lúc mà tụi em mới quen á thì có một đợt hình như là có một bé là làm chung, bạn bị tai nạn xe thì bạn mới gọi điện cho mấy đồng nghiệp trong phòng để ra, thì đợt đó thì gọi mấy anh chị kia, thì mấy anh chị kia lại bận nên là em mới chạy ra hỏi thăm rồi bắt đưa về nhà. Rồi về sau thì mấy anh chị đồng nghiệp mới thấy vậy thì mới hay chọc là trời con bé đó đi với một phút đi đâu mà thấy đầu gối đỏ nghi quá. Bắt đầu bà này về cứ vậy là ghen, tại thêm người mấy anh chị đồng nghiệp mà biết cái tính ghen á nên là người ta lại càng chọc. Dặm nấm dặm muối vô đó. Dạ, người ta cứ thêm muối là nhiều câu chuyện lắm. Rồi đó có giai đoạn là em làm trợ lý giám đốc vùng á thì tính mình cũng hơi có sự đồng cảm nên là đồng nghiệp mà nữ thì người ta là hay chia sẻ. Thì có một đợt là có chị làm về hành chính mà chị gọi chị tâm sự mà hình như là 45 phút là bà này bà ngồi kế bên bà nghe, mà người ta là chị đó cũng lớn tuổi, là bốn mấy tuổi rồi, có con có chồng có con bình thường, mà chị người ta bức xúc rồi mình tâm sự thì mình chỉ nghe thôi, cô không nói ghen. Gì dạ vẫn ghen, xong lên đùng đùng là đập đầu rồi tự tử rồi vậy á. Tại vì biết sao không, gọi điện đó mà lại gọi lúc 11-12 giờ đêm tâm sự mà thường xuyên liên tục luôn, 11-12 giờ đêm tâm sự, và thực ra là nếu như mà mình một hai lần thì ok không nói, nhưng rất là nhiều lần và gọi 11-12 giờ đêm tâm sự và với tâm sự với rất nhiều người thì em nghĩ là cái này là một cái bình thường với một người phụ nữ. Ví dụ như là nếu mà bình thường ngày thường không sao đấy, cứ 11-12 giờ đêm cứ khuya tới cái giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ để tâm chia sẻ thì lại đi tâm sự với người khác. Đúng rồi. Ủa nhưng mà bây giờ còn không, hợp lý, cái đó là đúng hợp rồi, lý. Dạ. Mà bây giờ còn tâm sự. Dạ bây giờ thì ý là tụi em cũng tiết chế, nhưng mà lâu lâu thì cũng có những cái nghĩa là vẫn còn lai rai đúng không? Dạ cũng có, nhưng mà lâu lâu gọi là thôi. Nói chung là ghen, vợ em ghen nhiều lắm, chứ là cái mình chỉ nhắn tin qua lại thôi. Ghen cái đó là hợp lý, không có chia sẻ đồng cảm kiểu đó được. Trời đất ơi, đi làm suốt một ngày, cái giờ bắt đầu từ cái tầm 10:30 đổ đi đến về sáng là cái giờ đó là giờ vợ và chồng dành cho nhau trên mọi phương diện. Bây giờ tôi biết tại sao chú chưa có con rồi đó. Cái giờ đó là cái giờ đẹp, giờ vàng mà chú đi chú tâm sự, chú sẽ chia cái tinh hoa đầu óc của chú cho người khác thì hỏi làm sao vợ chú có kết quả được, chú trả lời đi. Thôi khắc phục bỏ luôn đi. Dạ về sau thì cũng tâm sự buổi trưa đi. Dạ. Hay gì 11 giờ tối giờ mình chuyển qua tâm sự buổi trưa đi. Nhưng mà cũng không được, có nghĩa là vợ em mà biết là em nói chuyện với ai về là kiểm tra điện thoại mà thấy trên đó là có cuộc gọi với ai mà dài quá, mà thí dụ 2-3 phút thì còn đỡ, mà 5-10 phút khỏi là công việc gì đâu mà trao đổi nhiều quá, hay là đồng nghiệp hay em đi gặp đối tác hay nói chuyện hẹn đi ăn, hỏi nam hay nữ, nữ hả, nữ thì kêu tôi đi theo, không thôi kêu thêm đứa nào đi thì mới được nha, không thôi thì ở nhà vậy. Vợ em giờ giải quyết làm sao chứ, lại để chuyện ghen này hoài.
Thôi tiếp đi, còn ghen còn tật xấu nhiều tầng khác nữa. Tật xấu thứ hai là nó sẽ liên quan với cái tính càm ràm của em, là vợ em nó hơi bừa bộn. Trời, về phụ nữ mà giống như đi làm là về giống như xỉa răng hay rái tay hay là chải tóc là cứ quan tâm xỉa răng khắp nhà, trên bàn, hay là về thay đồ là vắt dắt đầy cầu thang vậy đó. Vậy là không được, vậy là không được, không được. Rồi. Làm Phúc là người đi thu dọn. Dạ, tụi em đi thu dọn, nhưng mà thu dọn thì em sẽ càm ràm nói là sao làm gì cứ đụng đâu bỏ đó rồi bừa bộn. Rồi có giai đoạn là em phải dùng biện pháp mạnh là thôi giờ mình đánh vào thu nhập. Là em mua một con heo. Em nói là bây giờ mỗi lần mà tôi bắt vi phạm đó là nộp cho tôi 50.000 bỏ vào ổng heo. Cuối năm khui ra để lấy tiền đó, thí dụ mình đi làm từ thiện hay là mua sắm gì đó. Xong rồi vợ em đầu tiên cũng nói tự tin, ok em sẽ khắc phục, không bao giờ lấy được tiền đâu. Xong có giai đoạn là bắt được một lỗi chưa đóng 50.000 thì không đóng, xong rồi ngồi mỉa mai là làm kiểu làm thiếu uy tín nữa, xong rồi bực mình đóng luôn 500.000 trong con heo. Dạ, đúng rồi, quá ngon. Em tưởng quá ngon. Để được bừa bộn bộn 10 lần. Dạ đúng rồi, để được bừa bộn giống như đã cái tính á. Nhưng mà qua bữa sau là mỗi con heo ra 500.000 lúc nào không hay. Là bóc ra luôn. Dạ bóc ra luôn. Trời ơi dễ sợ quá. Bây giờ nhà bả mà. Dạ. Nhà bả heo của bả mà bả muốn moi giờ nào bả moi. Bảo giờ còn bề bộn không? Dạ vẫn còn, tại một tuần sau là con heo đó mất rồi. Dạ em không biết con heo đó giờ nằm đâu luôn. Chắc đi ra đi vô lò heo rồi. Dạ. Ủa rồi còn gì nữa không? Ủa nhưng mà vậy thì tiền bạc là sao, ai đứa nào giữ? Rồi tính toán chi li thì sao? Nhắc cái vụ tiền bạc nữa, đó là một cái điều kiện lúc hai vợ chồng lấy nhau á. Có nghĩa là hai vợ chồng lấy nhau thì thường là mấy chị hoặc là gia đình em nói là thường là vợ sẽ là người giữ tiền. Nhưng mà tại em thì em cũng hay đi hướng ngoại bên ngoài, cho nên là khi mà lấy nhau thì em đầu tiên em đề nghị là vợ sẽ là người giữ. Nhưng mà anh ấy thì anh nói là bây giờ tiền của ai thì người đó giữ, tại vì anh cũng quen trong gia đình là anh chịu tự chủ á. Với làm ngân hàng quen. Dạ, rồi. Đúng rồi, hai vợ chồng làm cũng quen rồi. Thì ban đầu là, nhưng mà em cũng có nghe mấy anh chị hoặc là những người đi trước, những chị vợ đi trước cũng chia sẻ với em là không nên đâu em ơi, tại vì nếu mà quỹ đen nhiều á thì sẽ có những cái khoản dành cho những cái người khác mà mình không có biết. Đó, mình cũng phải đề phòng chứ. Nên là, nhưng mà anh rất là căng thẳng cho em. Sau đó là em đã chọn một biện pháp rất là đẹp, ok em sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh. À, bây giờ tiền vẫn anh giữ, em vẫn giữ, nhưng mà từ đó, từ ngày em cưới đến giờ thì tất cả những, không biết là có một cái gì đó, một vũ trụ gửi tín hiệu cho em hay sao á, em mặc định trong đầu là em không bao giờ trả tiền. Bên ngoài thì không nói nha, nhưng riêng đi với chồng em không bao giờ trả tiền, cho nên vũ trụ có gửi tín hiệu là ít khi mà em đi với chồng em mang theo bóp lắm. Hoặc là lúc nào cũng toàn có chồng tiền. Phải trả, tức là em vẫn là xài lấn qua cái tiền của chồng, đúng không? Có nghĩa là không đụng tiền của ai cả, nhưng mà bằng một cách nào đó thì cũng là về thì em thôi. Vẫn phải lấn qua. Mà tiền của em thì vẫn giữ nguyên, coi như không mẻ được, đúng không? Và chồng em mà rất vui vẻ với đó, vui vẻ giờ cái tiền đó để làm gì nè? Theo em là cái tiền của em giữ lại được, quan niệm của em sẽ làm gì? À, thực tế thì em đang dùng cho khoản đầu tư. Dạ, đầu tư chung của hai vợ chồng thôi. Chứ cũng không có gì, không có kỳ gì cả. Nhưng mà có điều là nếu mà để cho chồng thì mình cũng thấy sợ là nhiều khi tức đổ tường hay cái gì đó. Nhưng mà tới bây giờ thì em hoàn toàn yên tâm không? Dạ em vẫn hoàn toàn yên tâm, nhưng mà có điều là giống kiểu là tính mình hay quên hay sao á, nên là đi ăn thì em cũng ít khi mang tiền theo. Rồi bây giờ Phúc mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nếu mà thay đổi thì em chỉ muốn là vợ em chăm chút thêm, tại vì do vợ em có giai đoạn là bệnh á, nên là vì bệnh nên là đâm ra kiểu hơi xề xò bề ngoài, nên là bây giờ thì có nó bệnh cũng đỡ hơn rồi, nên là chăm chút thêm. Với vợ em bây giờ cũng đi làm, đi giao thiệp nhiều á, thì mình nên cải thiện đó. Còn những cái kia chữ là những cái tính xấu thì trong em nghĩ là con người thì ai cũng có, nhưng mà nhiều mình chấp nhận đó thì mình, cái đó là cái lựa chọn của mình mà mình cảm thấy nó hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình, thì em nghĩ nó vẫn ok. Có nghĩa là em chỉ muốn vợ em á là bây giờ phải vượt qua cái mặc cảm, cái tự ti về căn bệnh của mình, đúng không? Và bây giờ em đã bớt đi tất cả điều đó chưa? Dạ em đã 90% rồi, đúng không? Dạ, bây giờ em chị nghĩ là em nên có một cái chia sẻ gì với khán giả. Dạ. Nhất là những người nào á mà có căn bệnh tương tự như mình á, để các bạn có thể có được cái tự tin giống như em bây giờ. Dạ. Thật sự là để có thể có mặt trước ống kính ngày hôm nay á thì em là phải trải qua một cái hành trình rất là khó khăn, tại vì em bị từ năm lớp 2 thì đến bây giờ. Dạ. Thì tự tử nè, rồi nhiều những cái yếu tố gọi là tiêu cực. Nhưng mà bên cạnh đó thì em rất là may mắn khi em có ba mẹ, có gia đình chồng, gia đình của em, những người đồng nghiệp, những người bạn đồng hành với em từ nhỏ lớn. Và em nói là có nghĩa là nói chung là em có luôn có một cái câu slogan cho mình là không có gì là không thể cả. Vì khi em nói chung là mình phải tin tưởng một điều rằng là mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này nó sẽ đến nếu như mình tin điều đó. Còn nếu mà mình, thật ra là mỗi một con người sẽ có một cái góc nhìn quan, góc khách quan khác nhau, mình cứ nghĩ nó tiêu cực thì mọi thứ trong cuộc sống mình nó chưa ra đánh trận là mình đã thua rồi. Còn với em là em chỉ muốn truyền tải cái năng thông điệp này cho mọi người là em là một minh chứng cho cái việc là mình đã có những cái sự thay đổi tích cực trong bệnh tật và từ trong cái suy nghĩ của mình.
để có được những như thế này thì người ta phải trải qua rất nhiều cái sự chông gai. Thì không phải ai là cứ thành công như bây giờ là để có được cái điều đó đâu, nên là mong muốn là các bạn phải cố gắng tích cực lên. Mình chỉ có là vẻ bề ngoài nó không được đẹp thôi, nhưng đã có giải pháp rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người là đang phải chống chọi với những cái căn bệnh mà rất là khó và hiện tại chưa chữa được, như tim rồi các kiểu nữa, nên là mình phải cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc sống này rất nhiều. Và cũng giống như em cũng chia sẻ luôn là thật sự là em rất cảm ơn chồng em và gia đình chồng. Hiện tại bây giờ là anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh ấy đã lựa chọn em. Và cái quan trọng nhất là chúng em đến với nhau và cùng, đúng là cùng thời điểm, đúng là thời điểm. Và anh ấy có thể là chọn một người phụ nữ có thể dịu dàng, biết chăm lo gia đình hơn, nhưng anh lại chọn em vì anh ấy và hai vợ chồng luôn luôn cố gắng. Những lúc em bị trùng chân thì anh sẽ cố lên vợ ơi, rồi anh ấy trùng chân thì em sẽ đúc, có nghĩa là mình phải cùng nhau đi đứng một cái, cho nên là hãy cố gắng và tìm ra sự lựa chọn cho chính mình nó hay phù hợp. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Có nghĩa là cái câu chia sẻ này của vợ thôi đó, là tối nay là có bầu đó. Thôi rồi. Dạ. Là tại vì chồng cảm thấy là chưa vợ chưa đã gọi là vượt lên được những cái mà chồng cứ cho là vợ vẫn còn đang bị mặc cảm, vẫn còn đang bị tự ti. Thì bây giờ chị chỉ khuyên em như vậy nè, để mà chứng minh cái sự gọi là cái tự tin của em á nhiều hơn nữa đối với chồng á, thì cái cường độ ghen của em bớt lại. Tại em biết sao không? Thực sự vợ chồng ai cũng vậy hết trơn á. Sống với nhau một quãng đời mấy chục năm thì nó sẽ qua nhiều những cái giai đoạn, rất nhiều những cái giai đoạn của cái lứa tuổi cũng như là của cái đồ thị hình xin của tình yêu á. Thì lúc không bao giờ có một cặp nào mà có thể mà bỏ hẳn được cái giai đoạn ghen tuông hết á. Lúc nào cũng sẽ là, và bây giờ em đang ở giai đoạn đó. Lý do là thứ nhất tụi em mới được lấy nhau được có 5 năm. Thứ hai là tụi em còn son, tụi em chưa có con. Thứ ba là có một số yếu tố mà để tạo nên cái sự ghen tuông của vợ em. Đó là đầu tiên là vì vợ em, như em đã cảm nhận là vợ em mặc cảm, là vợ em bị bệnh, gọi là một cái căn bệnh mà nói chung là phụ nữ người ta không có thích, không thích cái bệnh đó, bởi vì rất khó làm đẹp, đúng không? Cái thứ hai nữa lại là một cái sự mà trang hòa và ân cần quá mức của em đối với mọi người xung quanh, nhất là những bạn đồng nghiệp nữ, hoặc những chị, hoặc những em đồng nghiệp nữ. Cho nên á, ông bà mình nói không có khói thì sao có lửa, không có lửa sao có khói, ý là như vậy. Thành ra bây giờ á, em muốn vợ em bớt đi cái ghen tuông đó thì em cũng sẽ bớt đi những cái ân cần quá mức cho phép của một người đàn ông đã có vợ. Nếu em chưa có vợ, em muốn làm gì em làm, nhưng khi đã có vợ rồi thì nhớ giùm chị vợ em hiền á, chứ chị á là 10:30 đổ đi đấy ha, mà ổng không quan tâm tới mình mà ổng cứ lo chuyện thiên hạ đâu 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 là chị mệt mỏi lắm, là chị không có để yên vậy đâu. Đúng không? Chính vì vậy mà chị có 3 đứa con đó, em hiểu chưa? Đó, như hồi nãy vợ em cũng có chia sẻ đó, tại sao em lại không lựa chọn những cô gái khác khỏe mạnh hơn, tốt hơn, mà sao lại là lựa chọn vợ em để mà đi đến hạnh phúc ngày hôm nay. Thì trong để cho vợ hết ghen thì mình cũng phải lựa chọn. Lựa chọn thời điểm và lựa chọn những người mà chúng ta cần phải có một cái sự trao đổi với nhau phù hợp với thời gian. Dạ. Hiểu không? Rồi bây giờ trước khi hồi nãy chị nói là sao? Tối nay có bầu liền á? Chưa đâu. À phải em còn chút. Một chữa luôn. Ủa chưa luôn hả? Trước khi chút phải có cái điều này nè, nó mới linh nữa. Đâu, cái gì? Đó là gì? Các em đến với nhau cho đến lúc mà các em cưới nhau cũng chưa có một cái sự tỏ tình. À một cái và tỏ tình. Cũng chưa có một cái lời cầu hôn. Vậy thì trước khi anh bắt đầu anh khai mỏ anh chúc các em có em bé thì anh muốn em, mình là đàn ông mà, đúng chưa? Anh muốn em có một cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình, thì nói thẳng luôn đi. Đó. lời tỏ tình đáng tình yêu đi và cầu hôn với vợ em, lời tỏ tình đáng yêu đó. Được không? Cái này thì em cũng chưa có sự chuẩn bị cho lắm nên là không sao cả, không, cần không có gì nó qua sự tự nhiên hết. Em nói bằng cả trái tim em, cả đứng trái lên... tim của em với vợ em. Thực ra nó không phải là câu tỏ tình đâu, nó chỉ là những cái lời yêu thương nhất mà em muốn dành cho vợ. Đúng rồi. Và muốn lời nhắn nhủ nhất về hạnh phúc tương lai của tụi em từ đây cho đến hết cuộc đời. Những gì em suy nghĩ trong lòng muốn nói với giống vợ. Giống như cái câu ha, nắm tay nhau thật chặt, xiết tay nhau thật lớn. Hai chị em mình sẽ làm cái này đến 4 thập kỷ. Đó, nhưng mà đó là hai chị em mình, còn bây giờ là em đó Phúc. Rồi, đứng lên đi. Hai chồng đứng lên. Hai chồng đứng lên. Trời ơi, cái sàn vợ chồng son nó linh lắm á nha. Dạ. Tỏ tình xong rồi ông ngụ khai mỏ cái là dính bầu liền. Ớm liền. Chắc lắm. Thật ra thì anh sẽ không nói những cái lời mật ngọt với vợ, tại vì tính anh thì anh sẽ không thích hợp nói những cái điều đó. Nhưng mà chắc sống với nhau thì vợ cũng hiểu là anh rất là thương vợ, nên là vợ cứ thoải mái tự tin về những điều đó. Tại vì
khi mà anh đã quyết định chọn ai, tại vì trong quá trình quen nhau thì mình đã có nhiều thử thách rồi, và khi mình đã lựa chọn thì mình sẽ tôn trọng cái lựa chọn đó, và mình đây là lựa chọn mà mình đã lựa chọn thì mình phải tôn trọng và theo nó đến cùng. Nên một vợ cứ tin tưởng cho anh. Ôm hôn cái coi, ôm nhau đi, ôm hôn cái coi nè, ô trời ơi. Rồi, bây giờ bốc thăm nè. Chưa, tao bảo không có tôi chút hả? Lộn, xin lỗi. Tại biết sao, tôi nghĩ tới cái cước nhỏ nồi, cước chùi nồi. Tôi nghĩ tới cái cước chùi nồi. Chút xíu nữa ha, ông này một chút xong ha. Mà hai đứa bốc thăm á, mà trúng cái cước chùi nồi là dính luôn, là không. Năm sau là... Một là cước chùi nồi, hai là trúng sữa lớp. À, chính xác. Hạnh phúc là lựa chọn ha. Dạ. Mà bây giờ mình lựa chọn chương trình Vợ Chồng Son mà uống sữa lớp nữa, chắc chắn đêm nay có em bé. Rồi, coi như hai món quà. Thôi bây giờ hôm nay nhân dịp các em đến với chương trình Vợ Chồng Son ha, anh chúc cho hai vợ chồng phúc nha, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, nắm tay nhau ha. Dạ. À, đi đến với nhau, đi đến cùng nhau đến cuối cuộc đời này nha. Dù khó khăn, dù có như thế nào đi nữa, lúc nào cũng có đôi với nhau ha. Và chúc cho hai em qua năm sau nha, bác sĩ báo tin vui, và cuối năm sẽ xuất hiện một thành viên mới trong gia đình của các em, nếu được một cặp luôn được không? Dạ, một cặp nghe luôn. Dạ. Đó, một cặp tuyệt vời, đầy đủ, khỏe mạnh, thông minh, sáng suốt sẽ đến với gia đình em đúng nha. Rồi